Công an xã Thanh Nông mới phối hợp cùng công an huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình phát hiện và bắt giữ ba đối tượng trộm chó. Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Thanh Nông cho biết, vào khoảng 1 giờ 40 phút ngày 5 tháng 11, công an xã Thanh Nông trên đường tuần tra nhận được thông tin của người dân trình báo trên địa bàn có một nhóm đối tượng nghi vấn trộm chó. Các đối tượng sau khi bị bắt giữ, ảnh sau khi nhận được tin báo lực lượng công an xã đã có mặt và phát hiện bốn đối tượng đi trên hai xe máy có nhiều dấu hiệu khả nghĩ khi thấy lực lượng công an bọn chúng đã bỏ chạy khoảng một km sau đó dứt lại xe máy và chó để chạy vào rừng keo địa phận giáp ranh thôn quyết tiến và thôn vai thuộc xã thanh nông qua truy bắt, đến khoảng hơn 2 giờ cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt giữ được 3 đối tượng gồm Hoàng Mạnh Tưởng 1972, trú tại xóm Tân Tiến, xã Phương Trung, huyện Thanh Cai, Hà Nội, Lưu Văn Luyện 1983, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, Lưu Văn Hương 1969, quê ở Đại Hương, Mỹ Đức, Hà Nội. Một tên trong nhóm này chạy thoát. Công an thu giữ 2 xe máy và 134 kg chó hiện các đối tượng cùng tăng vật đã được bàn giao cho công an huyện lạc thủy để tiếp tục điều tra làm rõ